Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Vượt Phương TV và mình là Trần Thảo. Bình thường Thảo quan niệm là nước hoa nó sẽ không có phân biệt tuổi tác, cũng không phân biệt giới tính nha. Là bởi vì mỗi người sẽ có một cái gu, thói quen, sở thích và đặc biệt là tâm trạng của người đó mỗi ngày nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái mùi hương nước hoa nó phù hợp. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, đôi khi Thảo cũng sẽ tự nói những cái chai nước hoa trong cái tủ nhà Thảo sẽ có chai là nó quá trẻ, cũng có chai thì nó quá đừ so với tuổi của mình. Có nghĩa là mình tự cảm nhận được mùi hương đó nó có phù hợp với là độ tuổi của mình hay không thì nó cũng sẽ có trường hợp như vậy nha. Thì tập ngày hôm nay Thảo cũng muốn chia sẻ với các bạn là hai mùi hương đến từ thương hiệu Valentino, đặc biệt là nó mang một cái vibe, một cái phong cách khá là sang chảnh và dành cho những bạn nữ trên 25 tuổi. Và hai gương mặt Thảo lựa chọn hôm nay là đại diện của hai dòng nước hoa khá là nổi tiếng của Valentino, đó chính là Valentino Donna và Donna Born in Roma nha. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hai mùi hương này nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế, Thảo nghĩ là Thảo rất là tâm đắc cho nên là Thảo phải chia sẻ về cái phần này trước khi mà mình qua mùi hương nha. Valentino Donna được ra mắt vào năm 2015 và Valentino Donna Born in Roma được ra mắt vào năm 2019. Thì đây là hai phiên bản gốc thuộc hai dòng nước hoa nhà Valentino luôn. Thảo cảm thấy là khi mà mình nhìn vào là mình muốn mua liền luôn á, rất là sang luôn mọi người. Đây là điểm chung của hai em này nha. Còn về màu sắc á, Thảo nghĩ là đại đa số luôn á là sẽ lựa chọn em phiên bản Born in Roma này. Thì thay vì là làm bằng kim loại như là cái phiên bản Donna thì em này làm bằng da và khắc tên Valentino màu hồng tương phản với lại cái nền đen. Thảo cảm thấy rất là tinh tế mọi người, giống như Blackpink and Harry. Về phần thiết kế là chắc chắn là được 10 điểm rồi nha. Và ở trước đây là Thảo cũng có xài một em phiên bản 30ml của em Donna mọi người. Thì cái chai, cái nắp chai á, nó không có cái phần gai gì đâu. Mà cái phần gai này là sau này được cải tiến rồi. Và cả cái nắp này nữa, hồi trước là nó không có cái nắp này. Thì tí nữa Thảo sẽ chia sẻ với các bạn cái chai mà Thảo đã xài trước đó ha. Và có một điểm nữa ở phần thiết kế nhà Valentino Thảo rất là thích luôn ở trong hai dòng này nè. Đó chính là ngoài cái việc là đáp ứng được cái phần thủy tinh trong suốt mà Thảo luôn luôn yêu thích nha, thì cái phần gai như thế này mọi người tôn lên được cái sự đặc trưng của phong cách nhà Valentino. Thứ nhất, thứ hai là nó tránh trơn trượt. Nhưng đổi lại khi mà các bạn vệ sinh á, thì những cái phần gai như thế này nè, nó rất là dễ bị đọng bụi lại. Thảo cũng muốn khoe các bạn là trước đây Thảo có săn được em Valentino Donna này vào năm 2018, đó là dịp Black Friday ấy mọi người. Mà cái em này Thảo sở hữu á, là cái batch được ra mắt vào năm 2017 mà có 30ml rồi. Từ đó đến nay Thảo xài từ 2018 đến bây giờ là cũng phải hơn 5 năm rồi. Mà Thảo không có dám xài, mọi người biết không? Xài hoài mà thật ra đâu có xịt đâu, cho nên nó còn như đây để mục đích của Thảo là Thảo để trưng. Tại vì khi mà xài hết rồi trưng nó không còn đẹp nữa. Và điều thứ hai là em này ở trên thị trường Thảo cảm thấy là khó tìm á, và Thảo có tìm ở trên web của Valentino Thảo thấy nó không còn nữa. Và thời gian gần đây Thảo phát hiện là công ty mình không chỉ nhập riêng em Born in Roma này đâu nha, mà còn nhập luôn cả em Donna này nữa. Mà thật sự là mùi hương Donna này á, là người ta hay nói là cái mà mình ngửi được, cái nhìn được lần đầu tiên á, thì nó rất là quan trọng đúng không mọi người? Thảo công nhận luôn, lần đầu Thảo ngửi mùi hương này và Thảo quyết định mua em này, cho tới tận bây giờ Thảo vẫn rất yêu thích mùi hương của phiên bản dòng Donna nha. Cho nên là Thảo quyết định là hốt luôn cái chai này để mà sử dụng. Thì lần này Thảo không có mua em 30ml nữa mà Thảo mua luôn chai lớn. Thì chai lớn là chúng ta sẽ có dung tích là 100ml nha, xài cho đã đó chứ không gì hết trơn á. Và mùi hương của em này thật sự luôn, Thảo không biết là do thời gian lâu quá Thảo có quên đi cái mùi hương lần đầu mà Thảo ngửi em này hay không, hay là hãng có thay đổi về thành phần công thức gì không. Nhưng mà thật ra khi mà Thảo ngửi em này á, vẫn một cái cảm giác là tầng hương đầu là chúng ta có là cam bergamot ha. Nhưng mà cái tầng hương đầu nó không có rõ về cam bergamot lắm. Thảo cảm thấy là nó chuyển mình khá là nhanh, hoặc là Thảo không có cảm nhận được luôn. Có nghĩa là vừa vào một cái là Thảo ngửi thấy được mùi hương khá là ngọt ngào á. Thì tầng hương thứ hai đó là hoa hồng nè, hoa diên vĩ. Tầng hương cuối cùng là mình sẽ có vani hoắc hương. Nó ngọt một cách rất là sang á mọi người. Thảo có nhấn mạnh ở cái phần topic lần đầu mà Thảo chia sẻ mọi người á, đó là mùi hương dành cho cô nàng 25 cộng, sang, cổ điển nhưng có phần hơi chững chạc một xíu. Và đặc biệt là nếu như chúng ta sử dụng em này để mà đi tiệc nè, hẹn hò, đi gặp những đối tác hoặc là những người nào đó quan trọng đối với mình á, nó đòi hỏi cái tính mà sang trọng á, thì sử dụng Valentino Donna nha. Thảo cảm thấy em này khá là ngọt.
để mà dùng cho mùa hè, đặc biệt là mùa hè ở Việt Nam, Hà Nội, Sài Gòn á, thì Thảo thấy là nó hơi khó nha. Nếu như các bạn mà sử dụng em này mà thích quá thì nên sử dụng vào thu đông hoặc là sau mưa đó. Bây giờ chúng ta sẽ qua mùi hương thứ hai, đó là phiên bản Donna Born in Roma. Thì bây giờ những cái chai nước hoa của Valentino sau này á, là đa phần sẽ có cái gai ở phần cổ, mọi người cảm thấy nó gai góc hơn, nó hiện đại hơn và nó cá tính hơn rất là nhiều nha. Và đương nhiên là khi mà mình có được em này trên tay thì phải ngửi, phải thử thôi chứ mọi người. Thì lần đầu tiên Thảo xịt em này ra, Thảo cảm nhận là một mùi tươi mới hoàn toàn luôn. Một mùi hương mà nó sáng bừng lên như mọi người, giống như màu hồng vậy nè. Thì nó là sự kết hợp của trái cây và hoa trắng. Và tầng hương cuối cùng thì cũng sẽ có vani nè và gỗ. Nó hợp thời hơn, nó thời trang hơn và nó tươi trẻ hơn so với lại phiên bản dòng Donna trước đó. Và Thảo cảm thấy là thời gian gần đây á, là các thương hiệu khá là ưa chuộng cái sự kết hợp giữa hoa trắng và trái cây. Nhưng nếu mà so với lại Valentino Donna thì Thảo vẫn cảm thấy là em này có một cái nét cổ điển mà nó rất đặc trưng, nó đặc biệt lắm. Thì ở em này cái sự đa dụng nó sẽ được phổ biến hơn đó, cho nên là các bạn vẫn sẽ sử dụng được cái em Born in Roma này mỗi ngày được luôn, thậm chí là mùa hè. Nhưng mà nếu mà cần một cái sự gì đó trọng đại, trang trọng giống như hồi nãy Thảo chia sẻ về em Donna thì nó không bằng Donna lắm đó. Cho nên là nếu như mà các bạn nào mà thích thương hiệu này quá hoặc là thích cả hai dòng nước hoa này thì Thảo cảm thấy là các bạn vẫn có thể mua luôn cả hai. Hồi nãy Thảo có chia sẻ là Donna thì là trên 25 tuổi thì xài thích hợp nhất đúng không? Còn Valentino Born in Roma này á thì 20 tuổi là các bạn có thể sử dụng được rồi. Và nếu mà so về độ lưu hương á, và em này á là lưu hương cực kỳ tốt lên người Thảo luôn, là cũng phải từ 8 tiếng trở lên đó nha. Còn ở cái chai này á thì có thể là thời gian gần đây Thảo sử dụng nước hoa nhiều hoặc là do Thảo bị lờ mùi hương cho nên Thảo cảm thấy mùi hương này nó không có lưu hương lâu nữa. Lưu hương không lâu nhưng mà cũng phải là từ 5 đến 6 tiếng nha mọi người. Một chai á là khiến cho Thảo rất là mê đắm về cái phần thiết kế với cách phối màu. Một chai á là khiến cho Thảo rất là yêu thích về mùi hương. Thảo không phải là một người thích xài nước hoa hết rồi lại mua lại đâu. Hầu hết những chai nước hoa Thảo xài ít có chai nào mà hết lắm, nó chỉ còn lưng lửng là bị hư thôi. Nhưng mà đây là chai nước hoa thứ hai mà Thảo quyết định mua lại một lần nữa, là bởi vì thứ nhất là quá thơm, quá đặc biệt. Thứ hai là Thảo thật cảm thấy là em này trên thị trường hiện nay nó cũng khó đó, cho nên là khi mà khó tìm á, cho nên khi mà thấy Nam Bộ Phun bán là phải ủng hộ đội nhà chứ đúng không, phải mua liền. Và bật mí cho mọi người thì Thảo nghĩ là những bạn mà yêu thích nước hoa, đặc biệt là nhà Valentino, thì các bạn cũng có theo dõi hãng mới ra mắt một cái em nữa, đó là Donna Born in Roma nhưng mà bản hình stand đó mọi người. Thảo nhìn một phát là Thảo thích lắm luôn, thích là Thảo cảm thấy cái màu của em đó nó cũng là màu chủ đạo là trắng và hồng, nhưng mà hồng ở trong cái thân chai là màu ombre á mọi người, đẹp lắm. Chắc chắn là khi mà Thảo ngửi và trải nghiệm mùi hương đó Thảo sẽ review cho các bạn liền luôn. Và từ trước đến nay á, Valentino làm nước hoa Thảo chưa bao giờ cảm thấy gọi là thất vọng hết trơn mọi người. Thảo cảm thấy mùi hương của những chai nước hoa nhà này làm rất là hay luôn. Thì tập ngày hôm nay á, là Thảo đã chia sẻ cho các bạn hai mùi hương rất là tiêu biểu của nhà Valentino. Và đương nhiên là hai mùi này đã có mặt tại Nam Bộ Phun rồi mọi người. Các bạn có thể đến cửa hàng gần nhất để mà trải nghiệm, thử mùi và tìm ra mùi hương thương ái của mình. Hoặc là các bạn cũng có thể lên website của Nam Bộ Phun, tất cả những trang mạng xã hội như là Facebook, Instagram hoặc là website, chúng ta có thể inbox để được tư vấn hoặc là mua trực tiếp trên website. Và sau khi xem chiếc vlog này, nếu như mà bạn nào có những ý kiến đóng góp, thắc mắc hoặc là đồng cảm nhận với Thảo về hai mùi hương ngày hôm nay thì đừng ngần ngại để lại comment bên dưới chia sẻ cho Thảo biết nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Bộ Phun TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ Thảo. Và mình là Trần Thảo. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.